Thưa quý vị, sau 3 ngày xét xử và nghị án, ngày 14 tháng 7, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong, 34 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, tài xế Mercedes gây tai nạn khiến ông Lê Mạnh Thường, 64 tuổi, ngụ quận 12, người chạy Grabbike tử vong và nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường bị thương tật vĩnh viễn 79%. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phong 7 năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Nhận định, hành vi của bị cáo Phong là nguy hiểm cho xã hội, cáo trạng truy tố đúng người đúng tội nên phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chưa có tiền án tiền sự và tự nguyện chấp nhận bồi thường cho bị hại, ra đầu thú nên hội đồng xét xử căn cứ giảm nhẹ một phần hình phạt. Hội đồng xét xử cũng công nhận sự thỏa thuận bồi thường giữa bị cáo và các bị hại. Bị cáo Phong bồi thường cho người đại diện hợp pháp của bị hại Lê Mạnh Thường 417 triệu đồng và bị hại Nguyễn Thị Bích Hường 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Viện Kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử hủy hợp đồng mua bán căn hộ giữa bị cáo và mẹ bị cáo là bà M để bảo đảm kê biên tài sản. Tại đơn xin gặp mặt bà M trong trại giam của Phong, cũng như theo lời khai của bị cáo Phong và mẹ, đều xác định việc chuyển nhượng căn hộ trên để bán, thế chấp bồi thường thiệt hại cho bị hại. Tuy nhiên, sau khi công chứng, đến nay bà M vẫn chưa thực hiện sang tên và căn hộ chưa có sổ hồng nên không đạt được mục đích cầm cố, mua bán bồi thường. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ đổ 500.000 tiền xăng hút ra chỉ được 9,5 lít mà VTC Now đã đưa tin vào ngày 7 tháng 7 vừa qua, tức là một tuần sau khi nhận được phản ánh của người dân, đội quản lý thị trường đã ra thông báo không xử phạt vi phạm đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Hải. Điều này đã gây ra không ít sự tranh cãi. Cụ thể thì trong thông báo kết quả xác minh làm việc của đội quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Giang có ghi rõ, xét về tính chất diễn biến vụ việc và đối chiếu với quy định của pháp luật, không có đủ căn cứ để xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Hải. Trước đó thì vào ngày 1 tháng 7, anh Hoàng Văn Vương là lái xe ô tô cá nhân đến cửa hàng xăng dầu Hải Động thuộc công ty Hoàng Hải tại thị trấn Chủ, huyện Lục Ngạn của tỉnh Bắc Giang. Mặc dù yêu cầu nhân viên cây xăng ở huyện Lục Ngạn đổ 500.000 đồng, tuy nhiên khi hút xăng từ trong xe ra dưới sự chứng kiến của lực lượng chức năng, thì thể tích báo về chỉ vỏn vẹn là 9,5 lít. Anh Vương đã từ chối nhận bồi thường từ chủ cửa hàng xăng và yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc. Ngay sau khi nhận được thông báo từ đội quản lý thị trường về kết quả vụ việc, anh Hoàng Văn Vương, người phản ánh vụ việc tỏ ra rất bất bình, còn người dân thì đang tranh cãi lớn về vụ việc này. Nhiều ý kiến cho rằng việc cây xăng có hành vi gian lận là không thể nào chấp nhận được, đặc biệt trong thời điểm xăng dầu đang là mặt hàng đắt đỏ. Cơ quan chức năng cần làm rõ vụ việc và không thể kết luận chung chung. Một số ý kiến khác thì lại đồng tình với cách xử lý của đội quản lý thị trường. Không xử phạt là đúng bởi không có căn cứ. Đáng ra lái xe phải đứng để theo dõi người bơm. Có thể do người bơm đã đặt lệnh nhầm hoặc tính nhầm khi bơm. Thưa quý vị, một kết luận điều tra rõ ràng là điều rất cần thiết đối với sự việc này. Và chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Lê Quang Tú là Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Bắc Giang để biết thêm thông tin chi tiết. Và vị lãnh đạo này cho biết thông báo vừa rồi của đội quản lý thị trường số 5 chưa phải là kết luận cuối cùng. Theo báo cáo của đội biện pháp nghiệp vụ thì rất là tức thời và công khai, có sự chứng kiến của cả người dân và doanh nghiệp và công an thị trấn, công an huyện Lục Ngạn và quản lý trường về thực hiện phép đo ấy. Thì là 3 lần là đều cái cột mà đủ cho cái xe đấy, thì 3 lần là cái bình chuẩn còn niêm phong của cửa hàng đấy, cái bình chuẩn thì là không có sai số. Thế thì vậy thì là cái cột bơm đấy là không, thiết bị đo là đảm bảo theo quy định. Nhưng bây giờ còn nguyên nhân cụ thể là thế nào thì huyện Lục Ngạn vừa rồi là đang thành lập cái đoàn xác minh đấy, có thể do thao tác của nhân viên. Thế thì đang trong quá trình thành lập huyện Lục Ngạn vừa rồi quyết định thành lập cái tổ xác minh do trưởng phòng kinh tế làm, cho phòng kinh tế hạ tầng làm trưởng đoàn và lực lượng quản lý trường, tôi có 3 đồng chí đội phó đội số 5 tham gia đấy. Thì như nào thì có kết quả cụ thể cuối cùng thì tôi sẽ thông tin báo cáo. Chính vì thế là tổ xác minh đã đang tìm cái nguyên nhân sai số đấy do nhân viên hay do thế nào, vì đấy là đang tìm cái nguyên nhân nào dẫn đến cái sự thiếu của xăng. Thế thì giờ có 2 cái tình huống. Thứ nhất là cái việc mà cột bơm là đo 3 lần, có sự chứng kiến tại đấy của mọi người các bên liên quan về đấy, là cái cột bơm là không sai số đấy, đúng theo quy định. Thứ hai là cái việc là xe đổ đã đi ra khỏi cửa hàng, ra bao nhiêu phút, thời gian bao nhiêu, có đủ để người dân, người chủ xe đấy hút xăng không? Thế chúng tôi phải rõ ràng cái đấy. Thế bây giờ kết luận là bên nào nó phải rõ ràng thì đã xác minh thì nó phải là tất cả các nội dung liên quan. Thì sự việc này đã xảy ra rồi và giờ đang có trình xử lý. Đấy, thì bên nào sai thì bên nào đúng và bên nào thế nào sẽ có kết luận cuối cùng và sẽ xử lý nghiêm theo quy định.